Brazil đối đầu Mỹ. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những tàn dư cuối cùng tại Bakhmut đang được người Nga dọn dẹp với sự mạnh tay hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Ukraine đang nhen nhóm hy vọng chiếm lại quyền tiếp cận biển Azov với những cuộc thăm dò hỏa lực theo hướng Kherson. Còn trên bình diện quan hệ quốc tế thì Brazil đang chính thức bước vào hàng ngũ của những người muốn chống lại trật tự cũ với những tuyên bố vuốt mặt không hề nể mũi. Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết cho video ngày hôm nay. Quét sạch tàn dư tại Bakhmut vào ngày 18 tháng 4, trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine chỉ còn kiểm soát được hơn 10% thành phố một chút. Phía Ukraine đang phòng thủ quyết liệt, còn phía Nga thì đang tiếp tục tấn công dữ dội và từng bước chọc thủng các tuyến phòng ngự rồi đột phá vào các vị trí của đối phương. Trong ngày hôm nay, truyền thông phương Tây New York Times đã trích dẫn lời của chỉ huy lực lượng mặt đất của Kiev, tướng Oleksandr Sikhy, nói rằng Nga đang tấn công Bakhmut dữ dội hơn bao giờ hết bằng các cuộc tấn công trên không và pháo kích. Nhưng các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát thành phố bị bao vây. Sau đó ông ấy lại nói rằng quân đội Nga đang sử dụng những quả bom nặng 1 tấn rưỡi ở Bakhmut để đe dọa lực lượng vũ trang Ukraine. Sau những cuộc tấn công như vậy, chỉ còn lại một đống đá từ các tòa nhà cao tầng. Vì vậy, các đội hình của Ukraine không thể sử dụng chúng để ẩn náu. Tình hình hiện tại đối với lực lượng vũ trang Ukraine đang rất phức tạp do không còn dân thường nào ở các khu vực phía tây của Bakhmut và hiện tại các khu vực kiên cố ở đó cũng đã bị san bằng. Nga đang tăng cường sử dụng bom dẫn đường và các loại bom rơi tự do nhắm vào các mục tiêu của Ukraine. Có khoảng 100 lượt sử dụng bom đa năng dòng KAB, FAB và UPAB cùng với các loại bom nhiệt áp có trọng lượng từ 500 đến 1.500 kg được thực hiện mỗi ngày. Với sức công phá của các loại bom này, những lô cốt kiên cố cũng bị san phẳng, đồng nghĩa với những tổn thất nặng nề theo cấp số nhật. Có vẻ như là người Nga đang quyết định mạnh tay hơn ở chiến trường Bakhmut. Ukraine tấn công gần Orekhov, vùng Zaporozhye. Như chúng ta đã từng thảo luận trước đây, Ukraine đang nhắm tới việc tiếp cận biển Azov. Do đó, hướng Zaporozhye liên tiếp trở thành tầm ngắm của họ. Vào đêm ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4, quân ủy mùa xuân Nga đã báo cáo về một nhóm thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành tấn công gần thị trấn Orekhov thuộc quận Pohovki của vùng Zaporozhye. Trung đoàn 291, đặc công và tình báo Nga đã phát hiện ra, sau đó xe tăng cùng với pháo binh đã ngăn cản bước tiến của đối phương. Hỏa lực chính xác đã phá hủy một lượng thiết bị quân sự không xác định của Ukraine. Và theo báo cáo của quân ủy mùa xuân Nga, đối phương đã bị tổn thất, sau đó rút lui. Động thái này của Ukraine cho thấy rằng họ đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga trong khu vực và sau đó sẽ đưa ra kế hoạch phản công. Còn tại hướng Kherson, tổ chức ngầm thân Nga đã nói với RIA rằng họ đã thực hiện một số hoạt động thành công. Kết quả là pháo binh Nga đã phá hủy các thiết bị quân sự và nhân lực của các chiến binh Ukraine tại Kherson. Theo nguồn tin thì nhà chứa máy bay, kho thiết bị và súng cối cũng như là các địa điểm triển khai của một trong các đơn vị thuộc lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ Ukraine ở Kamysany và Lvovo đã bị phá hủy. Trong bối cảnh đó, ngày hôm nay thì tờ The Guardian đã đăng tải một báo cáo cho biết rằng phương Tây đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc Putin sử dụng tất cả các công cụ còn lại ở Ukraine. Theo đó thì các nhà lãnh đạo phương Tây đang chuẩn bị cho việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng bất kỳ một công cụ nào mà ông ấy còn có trong tay để đáp trả một cuộc phản công dự kiến của Ukraine. Bài báo này viết rằng các quan chức đã chuẩn bị sẵn sàng cho các mối đe dọa hạt nhân và các cuộc tấn công mạng như là một phần trong các phản ứng của Nga đối với một cuộc tấn công đã được dự đoán từ trước. Trước đó, tạp chí Newsweek của Mỹ cũng đã trích dẫn tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc đưa tin rằng Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị cho Ukraine phản công vào ngày 30 tháng 4. Nói về kế hoạch phản công của Ukraine, Phó giáo sư khoa phân tích chính trị và quá trình tâm lý xã hội người Nga Alexander Rizendikev đã nói rằng phương Tây sẽ kiếm được nhiều tiền từ cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia này lưu ý rằng phương Tây từ lâu đã cắt giảm lượng vũ khí và các trang thiết bị cung cấp cho Kiev. Bây giờ đây, để nhận được số tiền viện trợ mới, người Ukraine sẽ buộc phải tấn công, bất kể kết quả đó thành bại ra sao. Đồng thời không loại trừ khả năng quân đội của các nước NATO cũng sẽ tham gia vào cuộc tấn công của Ukraine. Trước đây chúng ta đã từng nói về việc Ukraine là nơi rửa tiền cho các chính trị gia Hoa Kỳ và tổ hợp quốc phòng của họ. Và điều này phù hợp với nhận định của ông Brzezinski. Khách quan mà nói, Ukraine đang chịu tổn thất quá lớn. Các đồng minh của họ chỉ giật dây phía sau bất chấp những mất mát của Ukraine. Và rõ ràng, Kiev đâm lao buộc phải theo lao. Họ không thể dừng cuộc chiến này lại được. Câu hỏi đặt ra là nếu như Ukraine không tuân theo mệnh lệnh của phương Tây mà dừng chiến thì sao? Câu hỏi này đã có người trả lời. Và điều thú vị nằm ở chỗ, chính truyền thông phương Tây đã đăng tải nó. Tờ Politico hôm nay đã xuất hiện trong một bài báo có tiêu đề Ukraine có thể đang nhìn vào một Maidan khác. Politico viết,
Cuộc chiến này đã dấy lên những hy vọng lớn lao và mọi người sẽ mong chờ sự thay đổi. Họ sẽ muốn tiền, công lý và việc hoàn thành cải cách mà họ đã yêu cầu từ năm 2014. Và họ sẽ muốn điều đó càng sớm càng tốt. Maidan có thể xảy ra một lần nữa. Nguồn tin của Politico nói thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đảo chính trong tương lai do cách cư xử độc đoán của ông ấy. Người đối thoại của cơ quan này nhấn mạnh rằng phương Tây coi lãnh đạo của Ukraine là một biểu tượng của nền dân chủ. Nói thẳng ra, khi mà Zelensky hết giá trị lợi dụng, không còn nghe lời, thì ông ta được dựng lên như thế nào cũng sẽ bị hạ bệ như thế đó. Putin tới Donbass hiên ngang thách thức đối thủ. Vào tối ngày hôm qua, truyền thông đã đồng loạt tung tin về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở của nhóm quân đội Dnieper ở hướng Kherson và Vostok ở Lukhan. Điện Kremlin và truyền thông phương Tây cũng lần lượt xác thực các thông tin này. Đặc biệt, trong chuyến thăm trụ sở của tập đoàn quân Dnieper, Tổng thống Nga Putin cũng đã trao cho những người lính dù một tập tài liệu cùng với đó là biểu tượng có hình đấng cứu thế. Ông Putin nhấn mạnh rằng nó từng thuộc về một trong những tướng lĩnh tài ba nhất của đế quốc Nga. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao nguyên thủ quốc gia lại đi đến các khu vực tiền tuyến trong bối cảnh có báo cáo về một cuộc phản công sắp xảy ra của lực lượng vũ trang Ukraine? Như chúng ta đã biết, biểu tượng đấng cứu thế là một hình ảnh kinh điển về khuôn mặt của Chúa Kitô. Theo truyền thuyết, nó đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên một khăn tay mà Chúa Giêsu đã lau mặt. Biểu tượng đấng cứu thế này được đặt trên cổng của các pháo đài và người Nga coi ông là người che chở cho đất nước của họ. Về mặt ý nghĩa, chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các biểu tượng mà ông ấy mang tới đều có ngụ ý là để nâng cao tinh thần của quân đội Nga. Thông điệp mà ông Putin đã thể hiện quyết tâm của Nga trong việc bảo vệ đất nước và giành chiến thắng trước phương Tây. Ngoài ra, món quà nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày lễ phục sinh đối với người Nga và những người mang dòng máu Slav. Ông Putin đang thể hiện mình là một người sùng đạo và khích lệ đức tin đối với binh lính của ông. Ở phương diện ngoại giao, ông Putin cũng đã chứng minh rõ ràng với các đối thủ của Nga rằng vùng đất này là của người Nga và người Nga sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một tuyên bố đanh thép và là lời tuyên chiến tới cùng của người Nga dành cho phương Tây. Và vâng thưa quý vị, chúng ta đã từng nói với nhau rằng thế giới đang trải qua một giai đoạn đặc biệt, một thời kỳ mà cuộc chiến địa chính trị đang diễn ra mạnh mẽ khốc liệt. Nếu như Ukraine là đấu trường cho cuộc chiến Nga và phương Tây, thì một cuộc chiến khác đang được tiến hành song song với sự kiện này. Chỉ có khác là nó đã được kích hoạt bởi một cường quốc mới nổi ôm tham vọng lãnh đạo toàn cầu. Đó là Trung Quốc. Âu Trung lên sàn đấu. Như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây Trung Quốc nổi lên như một người chơi mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn địa chính trị. Tham vọng toàn cầu của họ cùng với các chính sách đối ngoại hiếu chiến đã khiến cho nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp, Đức và Ý phải cảnh giác. Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc đã có tác động sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu với tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh chóng. Trong những năm gần đây, tuy nhiên, mặt trái của sự tăng trưởng nóng đó là sự phụ thuộc càng ngày càng lớn của nhiều quốc gia vào Trung Quốc về thương mại và đầu tư. Sự phụ thuộc này đã tạo ra một lỗ hổng cho châu Âu, đặc biệt là trước sự quyết đoán càng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong vấn đề kinh tế toàn cầu. Châu Âu đang càng ngày càng lo ngại về ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và công nghệ. Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc nhằm tạo ra một mạng lưới các dự án cơ sở hạ tầng trên toàn cầu đã làm dấy lên lo ngại về bẫy nợ và tầm ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Ngoài ra, sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng và trộm cắp tài sản trí tuệ. Những lỗ hổng này đã được làm nổi bật bởi COVID-19. Dịch bệnh đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ra nhiều bất ổn kinh tế. Các quốc gia châu Âu càng ngày càng phải dựa dẫm vào các mặt hàng thiết yếu như là vật tư y tế đến từ Trung Quốc. Và nó tạo ra một rủi ro rất lớn về chuỗi cung ứng nếu như xảy ra khủng hoảng trong tương lai. Sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng thể hiện lỗ hổng chính trị của châu Âu, đặc biệt là trong các vấn đề nhân quyền và dân chủ. Con đường chuyên quyền của giới chức Trung Quốc và việc đàn áp những người bất đồng chính kiến đã gây lo ngại cho các nước châu Âu, đặc biệt là khi Trung Quốc tìm cách để thâm nhập sâu hơn mô hình chính trị của mình sang các nước khác. Ảnh hưởng càng ngày càng tăng của Trung Quốc trong các tổ chức hợp tác quốc tế như là Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng định hình quản trị toàn cầu của Trung Quốc. Điều này đã tạo ra căng thẳng giữa Trung Quốc và châu Âu, đặc biệt là khi Bắc Kinh tìm cách để sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình nhằm đạt được các ảnh hưởng chính trị. Trung Quốc tìm cách để mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua đầu tư và quan hệ đối tác với các nước châu Âu. Điều này khiến cho phương Tây đứng ngồi không yên vì lo sợ rằng Bắc Kinh sẽ làm suy yếu sự thống nhất của mình. Để giải quyết được các lỗ hổng do sự trỗi dậy của Trung Quốc gây ra, châu Âu sẽ cần phải thực hiện một cách tiếp cận đa diện. Và cách tiếp cận này nên bao gồm các biện pháp giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, tăng cường an ninh mạng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, đồng thời đẩy lùi sức ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc.
Đầu tiên đó là Đức, nước vốn có lịch sử hợp tác về kinh tế rất mạnh mẽ với Trung Quốc. Nhiều công ty của Đức đã đầu tư mạnh vào nước này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì các nhà hoạch định chính sách của Đức càng ngày càng lo ngại về tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Bắc Kinh và đã thực hiện các bước để chống lại nó. Theo Reuters, Đức đang xem xét để cấm một số thành phần công nghệ đến từ các công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE trong các hệ thống mạng viễn thông của mình nhằm hạn chế các rủi ro về an ninh. Mới đây thì Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã nói rằng bộ này đang kiểm tra tất cả các thành phần công nghệ Trung Quốc đã được cài đặt trong mạng 5G của nước này. Và gần đây hơn thì Ngoại trưởng Đức đã cảnh báo Trung Quốc không được sử dụng vũ lực quân sự để chống lại Đài Loan. Sau đó là Pháp và Ý cũng đã rất nỗ lực để chống lại Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, quyết định chống lại Trung Quốc trong khi EU lại đang suy yếu là một sai lầm. Hơn nữa, EU đã đánh mất quyền độc lập của mình khi họ lựa chọn đi theo chương trình nghị sự của chính quyền Đảng Dân Chủ Mỹ. Và người Mỹ cũng đã rất thành công trong việc tước đi cơ hội cạnh tranh của EU, khiến khối này phải trả giá khi đã đẩy Nga và Trung Quốc đến gần nhau hơn. Vậy thì EU có thể kìm hãm được Trung Quốc hay không, khi mà cả Trung Quốc và Nga đang bắt tay với nhau để cùng chống lại phương Tây? Đây là một quyết định tệ hại, và nếu như khôn ngoan thì họ cần phải trở lại với Nga, sau đó củng cố sức mạnh của mình cả về kinh tế lẫn quân sự, rồi cuối cùng mới có thể đối đầu với Trung Quốc. Hẳn là quý vị còn nhớ vào thời ông Trump còn tại vị, thì Trung Quốc rất dè dặt và phải nhìn trước ngó sau nếu muốn thực hiện bất kỳ hành động nào, cả về kinh tế lẫn chính trị. Nhưng mà Trung Quốc của ngày hôm nay thì đã khác. Họ đã sẵn sàng thách thức và táo bạo hơn trong các quyết sách của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự với Nga. Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết Nga và Trung Quốc có ý định tăng cường hợp tác quân sự trên nhiều mặt. Ông ấy nói rằng các lực lượng vũ trang của Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện cẩn thận các thỏa thuận mà các nguyên thủ quốc gia đã đạt được và thúc đẩy hợp tác quân sự, kỹ thuật quân sự và thương mại quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Theo ông, kế hoạch sẽ đưa hợp tác quân sự giữa các quốc gia lên một tầm cao mới. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ đạt 1.500 đầu đạn vào năm 2035. Nguyên văn lời của ông Stoltenberg như sau: Nga là mối đe dọa trực tiếp với an ninh của chúng tôi, nhưng bối cảnh an ninh toàn cầu rộng lớn hơn cũng rất đáng lo ngại. Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng kho vũ khí hạt nhân mà không có bất kỳ một sự minh bạch nào. Về lâu dài, chúng ta cần phải suy nghĩ và điều chỉnh lại cách tiếp cận của mình trong một thế giới cạnh tranh và nguy hiểm hơn. Và điều đó có nghĩa là phải giao chiến với Trung Quốc, quốc gia ước tính có 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Theo các quan chức phương Tây, những người lo ngại rằng tiến bộ công nghệ và mâu thuẫn địa chính trị đã làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột hạt nhân. Vậy thì phương Tây, cụ thể là EU, sẽ phải đối đầu với Trung Quốc như thế nào khi mình đã bị suy yếu do nghe theo ông Biden để dốc sức, dốc tiền và dốc vũ khí vào hố đen Ukraine? Đứng về phía các nhà chính trị cánh tả Mỹ mà nói, đây không phải là vấn đề của họ. Cái mà họ cần quan tâm đó là kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, và để có thể theo đuổi mục tiêu đó, họ sẵn sàng đẩy thế giới vào một cuộc chiến hạt nhân. Brazil đối đầu Mỹ. Chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng thống Brazil Lula da Silva đã gây chấn động quan hệ quốc tế. Những tuyên bố của ông Silva trong chuyến thăm cho thấy rằng Brazil đang định vị mình là một bên độc lập tham gia vào các quan hệ quốc tế. Họ không còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ hay bất kỳ một cường quốc nào khác. Tổng thống Brazil Lula da Silva và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký 15 thỏa thuận thương mại và hợp tác tại Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên được ghi nhận kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng của nguyên thủ Brazil. Hai nhà lãnh đạo đã tập trung vào các mối quan tâm song phương và tìm hiểu các phương pháp để có thể đối thoại, đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Chẳng những bất chấp áp lực từ phía Hoa Kỳ, ông Silva còn cáo buộc Washington đã khuyến khích chiến tranh ở Ukraine và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thuyết phục ông Putin cùng với ông Zelensky cho hòa bình một cơ hội. Và ông ấy đã đề xuất thành lập một nhóm quốc gia làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến, tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này. Ông ấy cũng định vị Brazil là một trung gian hòa giải đầy tiềm năng. Trung Quốc và Brazil đã không nghe theo phương Tây trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, và cả hai nước đều đang tìm cách để đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm đạt được hòa bình trong cuộc xung đột. Hơn nữa, Brazil đã chống lại việc phi đô la hóa. Lula da Silva kêu gọi sử dụng các loại tiền tệ quốc gia và tạo ra các công cụ tài chính mới để thay thế sự thống trị của đồng đô la trong thương mại quốc tế. Phát biểu tại một sự kiện ở trụ sở của Ngân hàng Phát triển mới do BRICS thành lập, ông Silva nói rằng các nước đang phát triển buộc phải chạy theo đồng đô la để có thể xuất khẩu sản phẩm của họ, và điều này là không có lợi cho quốc gia đó. Ông Lula da Silva cũng đề nghị các ngân hàng trung ương phải xây dựng các cơ chế thay thế để phù hợp, nhằm hỗ trợ thanh toán lẫn nhau và xem xét các giải pháp thay thế cho đồng đô la trong thanh toán giữa các quốc gia BRICS. Ông ấy cũng kêu gọi biến ngân hàng BRICS thành ngân hàng đầu tư chính cho các nước đang phát triển.
Mặc dù thừa nhận sự thay đổi này có thể khó khăn và bất tiện với nhiều người, nhưng ông Shiva đề xuất rằng cộng đồng quốc tế nên hướng tới việc tạo ra những thứ gì đó mới và từ bỏ ý tưởng rằng đồng đô la phải thống trị tiền tệ. Áp lực từ Hoa Kỳ đối với Brazil để tránh xa Trung Quốc và Nga hóa ra lại có tác động ngược. Họ đẩy Brazil đến gần hơn với các cường quốc này. Và Trung Quốc đã trở thành một đối tác thương mại chính của Brazil, trong khi Nga trở thành đối tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng. Brazil đang hợp tác chặt chẽ với Nga về mặt năng lượng hạt nhân, với kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới. Chuyến thăm của ông Silva tới Trung Quốc cũng làm nổi bật các động lực kinh tế và địa chính trị phức tạp đang diễn ra trong thế kỷ 21. Khi các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Brazil tiếp tục phát triển và khẳng định mình trên trường quốc tế, trục quyền lực truyền thống ở Mỹ và châu Âu sẽ cần phải thích ứng với thực tế đang thay đổi của trật tự thế giới. Do đó, lời kêu gọi của ông Lula về hợp tác đa phương có lợi thay vì đối đầu địa chính trị là một lời nhắc nhở rằng các quốc gia cần phải tìm ra những cách thức để cùng nhau làm việc vì lợi ích lớn hơn của tất cả mọi người. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.